Hiện nay, công tác phòng chống tội phạm về kinh tế, ma túy đang có nhiều khó khăn, phức tạp. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ công an công tác trên lĩnh vực phòng chống loại tội phạm và vi phạm này luôn đối diện với nhiều hiểm nguy, gian khổ. Thậm chí luôn có những cạm bẫy thử thách lương tâm, trách nhiệm và bản lĩnh của người chiến sĩ công an. Trên trận tuyến cam go này, tập thể cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Chợ Gạo luôn nêu cao ý chí tiến công, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là một tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc được Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tặng giấy khen. Mặc dù đối tượng ma túy đó hiện nay rất là manh động, nhưng đồng chí là tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, hàng năm đạt cái chỉ tiêu đã đề ra. Từ 5 năm qua xử lý 28 vụ, 28 đối tượng, trên lĩnh vực môi trường thì xử lý 38 vụ, 38 đối tượng. Trên lĩnh vực ma túy thì khởi tố 75 vụ, 84 bị can. Xử phạt vi phạm hành chính là 2019 là đối tượng vi phạm hành chính, đưa đi cơ sở chung 153 đối tượng. Trong các cao điểm, các đồng chí đã làm hết trách nhiệm của mình về cái đấu tranh ở lĩnh vực này, thì đặc biệt là cái đối tượng ma túy hiện nay là nó rất là manh động. Đối chúng thì hiện nay là ở trong các cái nhà trọ, khách sạn, lực lượng ma túy là luôn quyết tâm thực hiện theo cái ý kiến chỉ đạo của ban chỉ huy công an huyện trong các cái đợt tấn công tội phạm về là kinh tế, môi trường và ma túy. Những nỗ lực phấn đấu của tập thể đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy trong thời gian qua đã có phần giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Chợ Gạo.